Hi, xin chào các bạn. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Visual Code để lập trình C cộng cộng. Thì trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt để chúng ta có thể chạy debug code. Thì các bạn có thể gõ từ khóa tìm kiếm là Visual Studio Code C cộng cộng debug, thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái link này. Thì để debug thì mình sẽ sử dụng cái trên Windows, mình đang chạy máy Windows, mình sẽ sử dụng GDB ha. Thì đây mình sẽ vào trong cái link này nè, Windows Debugging with Min 64 đó, click vào đây. Thì trong này nó sẽ hướng dẫn các bạn cách cài. Rồi ở đây mình sẽ có yêu cầu phần 1, 2, 3, 4, tới đây, tới đây, tới đây, tới đây ha, tới đây luôn. Rồi cái phần này là mình đã làm trong cái video trước rồi đó. Mình sử dụng một cái đoạn code đơn giản vậy nè, đây là code này phức tạp hơn. Rồi sau đó là xong phần này build rồi luôn rồi. Rồi giờ tới đây ha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục để mình có thể tạo debug được. Mình sẽ chọn là Terminal Terminal và chọn là Config Default View Task. Config Default View Task thì cái này nó sẽ giúp mình là build, khi mà bấm build á thì nó sẽ chọn đúng cái loại compiler nào luôn, chứ không cần phải chọn giống gì nữa. Đó. Ok, xong. Rồi thì bây giờ các bạn thấy là khi build lại cái này giống như bài trước nè. Đó thì nó build luôn, tức là nó chọn luôn cái G cộng cộng của thằng min 64 luôn, chứ không cần phải chọn trên cái thanh công cụ này nữa. Rồi tiếp theo thì cái file JSON này có nghĩa gì thì mình sẽ đọc tiếp phần này á, các bạn tự đọc nha. Rồi bây giờ mình chạy file, cái này giống như bước lần trước rồi, cũng không có gì khác. Rồi bây giờ mình tiếp theo là mình sẽ qua phần debug này. Rồi để debug á, thì mình sẽ chọn terminal ha, chọn run chứ, run, sau đó là add configuration, rồi sẽ chọn là C cộng cộng GDB là cái trên này. Chưa? Rồi ok. Rồi sau đó sẽ chọn tiếp là G cộng cộng build của cái thằng min 64 mình đã cài trước đó đó. Ok là xong. Rồi bây giờ nó đã chạy xong, nó build, nó chạy, nó ra kết quả luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành debug ha. Ở dưới đây nó sẽ có hướng dẫn các phần là debug như thế nào, thì các bạn xem trên video này mình sẽ làm trực tiếp luôn nha. Rồi ok, bây giờ để cho nó mình có một cái chương trình phức tạp hơn á, thì mình sẽ qua bên cái trang clipless, trang clipless.com. Rồi mình chọn một cái function, sau đó mình sẽ copy cái function này, cái đoạn code mà tương ứng với chương trình mà có cái function là cộng, thì cái này mình sẽ học sau, đừng có quan tâm cái chuyện code này như thế nào, đó mình sẽ học sau. Rồi bây giờ bên trong cái thư mục lên CPP nè. Đó, thì mình sẽ tạo một cái thư mục không, ở ngoài đây chứ. Mình sẽ tạo một cái thư mục có tên là function. Function đi ha. Rồi enter. Sau đó bạn vào đây các bạn tạo một cái file có tên là add function. Function .cpp. Ok. Rồi, các bạn sẽ dán cái đoạn code bên này qua. Copy dán qua đây. Đó, dán qua. Rồi save lại. Thì bây giờ cái đoạn code này mình muốn cái kết quả nó chạy ra khi mình biên dịch á. Các bạn sẽ thấy khi biên dịch nó sẽ chạy ra cái gì nha. Mình bấm vào terminal, sau đó run build task. Thì nó sẽ ra một cái file SE ha. SE nè.
Rồi bây giờ mình sẽ chạy file này. Mình đang là ở đường dẫn lên CPP thì mình sẽ gọi là CDF, tap cái nó sẽ nhảy vô cái function, thư mục function. Rồi sau đó mình sẽ chọn là add, tap cái rồi chấm xịt add function để nó chạy cái file SN này nè, bấm enter thì lúc đó kết quả sẽ ra là 8. Rồi tắt bớt cái này đi nha, cái nào không cần thì mình tắt bớt đi. Đó thì nó in kết quả z này bằng 8. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn đọc cái code này á, ví dụ như giờ chương trình main chạy xuống đây, z nó gọi cái hàm này và nó truyền hai tham số là 5 và 3 vào đây thì nó sẽ vào trong hàm này để nó cộng. Thì cái quá trình này để mình biết được là nó chạy như thế nào thì mình sẽ sử dụng cái debug. Mình dùng cái debug để mình biết được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tạt cái debug lên ha. Các bạn vào trong cái icon run and debug, các bạn bấm debug ở đây thì nó sẽ chạy cái chương trình này ở chế độ debug. Thì bây giờ để nó dừng ở một cái điểm nào đó, ví dụ giờ mình muốn nó dừng ở chỗ cái z này, integer z ha. Đó, nó dừng chỗ này để mình có thể xem quá trình cái code nó chạy như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ bấm run tạp đi bắt gin, rồi nó sẽ hiện cho mình một cái thanh tab bar này nè, các bạn thấy thanh tab bar này không, thì cái đi bắt nó sẽ dừng lại chỗ này. Ok, sau đó ở trên này mình đặt đây, nó dừng đây cũng được, sao rồi nó dừng chỗ z đúng không. Rồi trong hàm z này thì ở đây z hiện tại giá trị nó là 0, tức là nó chưa có thực hiện cái câu lệnh của cái function này là add cái giá trị mình lấy 5 cộng 3 vào. Thì nếu như mà mình bấm cái step over thì nó sẽ đi qua cái dòng code thứ hai, thì lúc này giá trị của z của mình nè nó thay đổi thành 8 rồi nè. Đó, và trên cái cửa sổ local này hiện cái z là 8. Đó, thì tiếp theo mình bấm cái nữa, nó chạy cái dòng lệnh này thì nó sẽ in cái chữ the reset y 8 ra màn hình. Rồi bấm step over cái nữa ha, các bạn có thể sử dụng viết tắt F10 cũng được. Đó thì nó in cái chữ này ra màn hình. Vậy thì mình sẽ biết được cái quá trình code này chạy như thế nào. Rồi bấm cái nữa thì rồi cái này không sao. Rồi bấm cái nữa nó sẽ chạy và kết thúc cái chương trình của mình. Rồi bây giờ tiếp theo mình muốn vào bên trong cái hàm addition này, thì dĩ nhiên khi đọc code mình phải bấm control và lít chuột vào cái addition này thì nó sẽ nhảy vào cái hàm và mình coi được code trong đây. Nhưng bây giờ để biết được cái chương trình này chạy như thế nào đó thì mình tiếp tục chạy để bắt tiếp, bấm tạt để bắt lên. Rồi bây giờ mình muốn vào bên trong hàm này đúng không. Vào trong hàm này thì có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ lít vào cái nút step into F11, đó thì nó vào bên trong hàm này. Thì khi mà vào trong hàm này rồi á, thì những cái biến local là bao gồm là r nè, a nè, b nè, nó sẽ hiện đây. Vậy hiện tại r nó đang là 0, a cái biến truyền vào của mình nè là 5, rồi B là 3. Vậy thì ở đây là giá trị của A hiện tại đang là 5, giá trị của B đang là 3. Thì khi mà mình bấm step over thì nó sẽ cộng hai giá trị này lại và ra được là 8, lúc này R là 8. Và nó sẽ return giá trị R này, tức là nguyên cái hàm này nè, lúc này nó sẽ nhận giá trị là 8 và nó gán cho cái miếng z này. Rồi mình bấm step over cái nữa. À, thì lúc này z nó sẽ là 8 cho nên ra. Rồi bây giờ mình sẽ retake cái này lại ha. Ok, cách thứ hai để vào được ở đây á, là mình sẽ sử dụng một cái điểm debug khác. Ví dụ như mình xài một cái điểm debug thứ hai, vì là để điểm debug thứ nhất nhảy vào cái debug thứ hai này thì mình sẽ sử dụng là continue, bấm continue đó thì sẽ nhảy vào đây. Rồi mình sẽ cho nó chạy bình thường này. Đó, chạy hết xong chương trình. Ok, kết thúc chương trình. Rồi tạo file. Cái này thì để mình setting sao để kệ nó đi. Rồi. Rồi ok, bây giờ một cái chương trình
Thì bước tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu các bạn là mình sẽ sử dụng vòng lặp for. Vòng lặp for ở đây cái code nằm đâu nhỉ? Variable. Rồi, ví dụ như giờ mình sử dụng cái chương trình này ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy vòng lặp for này đi. Ok, tức là sau khi mà có được cái in này ra rồi thì mình sẽ vô dùng lập for. For thì nó chạy từ n bằng 10 trừ trừ cái là giảm. Mình xem giảm dần xuống. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt debug bắt ở chỗ cái cao này. Ha, bắt chỗ cái cao này. Ok. Rồi, bây giờ mình tắt debug lại. Thì nếu như mà mình có cái cao đây ha, hiện tại cao của mình in ra là giá trị là 10. Thì các bạn có thấy là giá trị n là 10 ha. Bấm tab một cái nữa. Và nó sẽ xét điều kiện tiếp theo, nó giảm xuống là bằng 9 ha. Bằng 9 nè. Đó. Rồi, sau là bằng 8 nè. Rồi, cứ vậy nó in ra cái giá trị in ra nè. Tôi sẽ chạy từng tự qua từng cái câu lệnh của vòng lặp for thì nó sẽ giúp mình là hiểu được cái code này nó chạy như thế nào, cũng như là trong trường hợp debug này thật sự là trong trường hợp mà cái code mình nó bị lỗi thì mình có thể kiểm tra được cái điều kiện là tại sao nó lại lỗi chỗ nào, tại sao bị lỗi, lỗi chỗ nào để mình có thể sửa cái code được. Rồi bây giờ mình cho nó qua luôn đi, thì khi bấm nút này thì nó sẽ hiểu là từng cái vị trí debug khác nhau. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ mình có một cái miếng if, thì các bạn đây có thấy phím tắt không? Nếu bấm if nè, câu vuông á lên chỗ đây thì nó sẽ ra được cái điều kiện, tức là bây giờ nếu như if của mình mà n nó bằng bằng 3 chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ in ra cái là số, dụ in ra số 3 chẳng hạn, là n đúng không? Rồi sau đó là xuống dòng, sau đó là xuống dòng end, rồi enter. Rồi để format cái code này bấm chuột phải format document, à, nó sẽ format đẹp hơn cho mình coi. Rồi bây giờ một cái điều kiện hay của debug nữa là bây giờ mình chỉ muốn debug ở cái vị trí là n bằng 3 thôi, mình không muốn chạy những cái dòng lệnh kia, tại vì từ 10 xuống 3 nó sẽ như cái nền 100 đi thì chạy 100 lần thì rất là xa đúng không? Để mình bấm liên tục tab over liên tục vậy thì đến vị trí số 3 này thì rất là lâu. Do đó là bây giờ mình sẽ sử dụng cái điều kiện của Redpoint này. Mình bấm chuột phải vào đây, Edit Redpoint. Mình đặt điều kiện là nếu như n bằng 3 thì dừng cái Redpoint lại, dừng cái debug ở vị trí đó lại cho tôi để tôi có thể check cái giá trị này. Rồi, các bạn sẽ run này. Thì sau khi mà nó chạy thấy không? Nó chạy nè từ 100 nè xuống tới 4 nè. Đó, xuống tới 4. Thì sau khi mà n bằng 3 thì nó sẽ dừng lại đây để mình check cái điều kiện này. Bấm step over tiếp, nếu n bằng 3 thì sẽ nhảy vô đây. Đó, nhảy vô đây được chưa, em sẽ in cái chỉ 3 ra. Còn sau đó thì do n bây giờ nó bằng 2 rồi cho nên là nó sẽ không có vào cái chỗ cao số 3 nó ra đó. Rồi the reset end, cái này mình thêm chữ kết thúc dòng lệnh cái này đi. Format code. Ok. Rồi, các bạn hiểu ý nghĩa của cái việc check đặt cái Redpoint này chưa? Đó, đặt cái Redpoint, đặt cái điều kiện. Ok. Rồi. Attention and hit hint.
Rồi còn một cái nút nữa là hồi nãy mình vào bên trong thì mình có thể đi ra được đó. Ví dụ giờ mình đặt cái địa bật chỗ này, tạc vào trong á, vào đây. Giờ mình thoát ra ngay thì cái bấm này thôi, nó sẽ tự động thoát ra tới chỗ này và nó đã cộng được cái giá trị vào rồi đó. Sau giờ z này bằng 16 tepis z 16. Ok, không sao, chắc là do chỗ nào đó thôi. À, nó còn nhớ là giá trị z. Rồi trong quá trình lấy debug thì ví dụ mình không muốn cho nó chạy qua cái debug này mà mình muốn vẫn còn muốn đặt debug thì mình vào Redbone này mình tích để bỏ qua cái vị trí này nè. Rồi bây giờ chỗ này thì để mình xóa cái điều kiện này đi. À, thì bây giờ sẽ chạy lại tự động. Tạm lại cái. Thì đáng lẽ đầu tiên vô đây đúng không? Nhưng mà giờ mình disable nó rồi, cho nên nó vô thẳng này luôn. Rồi ở đây nó sẽ chạy tương tự qua đây. Rồi ngoài ra mình còn cái chỗ là watch. Watch này giúp mình xem được cái biến. Ví dụ mình muốn nó xem nhanh là cái biến là n bằng 90. Thì mình cứ click nhanh thôi, sau đó mình quan sát cái giá trị đây nè. Rồi cho tới vị trí 90 mình sẽ dừng lại. Để mình xem chỗ 90 thì mình cần làm cái vị trí đó. À, tới 90 nè. À, chắc là hút này là tới 89 luôn mà. Rồi ok. Rồi cái nút hồi nãy nó có cái nút là continue này, ngoài cái việc nó chuyển từ cái Redbone này tới Redbone khác thì nó còn có việc chuyển tới Redbone chính nó, có nghĩa là cái dòng lập này nó chạy là nó chạy hết cái dòng này đúng không, sau nó quay lại từ đầu, thì có nghĩa là cái này nó cũng là tương đương với từng cái Redbone. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, vậy là bấm continue. Các bạn để ý 88 nha. Continue cái nữa thì nó sẽ là 87, có nghĩa là nó sẽ chạy lại đúng cái điểm Redbone này, tức là cho cái vòng lập cái vòng tiếp theo á. À, thì có thể bấm nút này, ví dụ bấm này nó sẽ nhanh hơn là cái kia đúng không? À, thì nó sẽ đi từng tự qua cái từng điểm. Rồi. Rồi muốn stop hẳn thì bấm đây. Stop hoặc là vì tạc lại. Rồi, hoặc là mình disable cái này để cho nó kết thúc chương trình được in tất cả giá trị ra. Rồi, ok. Vậy là phần hướng dẫn cài đặt cái debug cho cái code C cộng cộng sử dụng Visual trình biên dịch là code editor là Visual Code. Rồi trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu vào học từng cái đoạn chương trình hoặc là từng cái dòng lệnh hay từng cái cấu trúc kiểu dữ liệu, rồi cách đọc file, mở file, rồi các toán tử so sánh, rồi lớp, rồi các email with file, nha. Nói chung là mình sẽ học hết cái này trong cái chủ video lập trình C cộng cộng cơ bản. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay cũng như là các bạn thích những cái video của mình trên kênh HelloLine thì các bạn có thể share, like, share, subscribe kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.